sau này của chiếc AS960 và 970. Đây các bạn có thấy đường nét của nó sắc sảo hơn một chút nữa, và thực sự đây là một trong cái mức giá rất tốt. Hai chiếc này Ngọc Tâm Ban nhập về được cái giá tốt nên là nó chỉ có trên 30 triệu đồng thôi. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Tâm Ban. Lâu rồi thì Ngọc Gia Ban chưa lên một cái video tổng quan các cái ghế hiện đang có tại Ngọc Gia Ban, tại cơ sở 2 của Ngọc Gia Ban tại miền Bắc, cụ thể là số 6 đường Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên. Thì ngày hôm nay thì Ngọc Gia Ban sẽ lên cái video này giới thiệu chi tiết các cái dòng ghế hiện đang có tại cơ sở 2 của Ngọc Gia Ban, từ mức giá là từ 30 triệu cho đến phân khúc trên 50 đến 70 triệu. Thì đầu tiên sẽ giới thiệu với các bạn về các dòng ghế Furikyo và Panasonic, là hai dòng chủ yếu cũng như Famini đang có tại Ngọc Gia Ban. Thì chiếc đầu tiên muốn giới thiệu với các bạn ở đây đó là chiếc AS960. Thì chiếc này hiện tại Ngọc Gia Ban đang bán với mức giá là trên 40 triệu đồng. Đây là một trong những bản sản xuất năm 2013 và có chế độ kéo giãn cột sống sưởi hồng ngoại. Thêm nữa ở đây thì Ngọc Gia Ban vừa mới về thêm là một trong những cái lô hàng mà hot nhất trong thời gian vừa rồi, được nhiều khách hàng mua cũng như phản hồi tốt nhất, đó là phân khúc trên 30 triệu đồng một chút thôi, là chiếc SKS5600. Bản này cũng có sửa ngoại kéo giãn cột sống, và bản này thì có một điều rất đặc biệt, đó là cái đời cao, đời 2015-2016. Thì hôm nay Ngọc Gia Ban về được tất cả là 3 chiếc các bạn nhé, 3 chiếc vừa mới cập bến luôn. Đây các bạn có thể nhìn đây, phân khúc trên 30 triệu đồng một chút thôi là các bạn đã sở hữu được chiếc SKS5600 rồi. Và thêm ở đây nữa, Ngọc Gia Ban muốn giới thiệu với các bạn đó là chiếc SKS6800. Thì bản này là một trong những bản cao cấp của chiếc AS1000 và AS1001. Thì ở đây thì Ngọc Gia Ban hiện đang có chiếc ghế này đang bán với mức giá là trên 60 triệu đồng một chút. Và tiếp theo nữa, một cái mẫu ghế của Panasonic, đó là chiếc MA99. Chiếc này thì đẹp gần như là mới tinh luôn. Và cái màu này thì thực sự nếu mà ưng mắt của ai mà thích cái màu này thì thực sự đó là một cái lựa chọn phù hợp với cả mọi người. Bản này thì có con lăn đá nóng, con lăn lòng bàn chân. Bản này thì hiện tại Ngọc Gia Ban đang bán với mức giá là trên 80 triệu đồng. Đấy, cũng là có một sự lựa chọn cho các bạn ở cái mức giá trên 80 triệu đồng này. Thì các bạn sẽ lựa chọn được, đó là quan trọng nhất, là chiếc này nó gần như là mới tinh, còn rất là đẹp, và nó sản xuất đời 2018 các bạn nhé. Và bên cạnh đây thì Ngọc Gia Ban có thêm hai chiếc để các bạn có thể lựa chọn cho mình. Thì hai cái bản này là bản rất ít gặp, đó là chiếc OH6800. Thì bản này là một trong những cái bản mà nó thuộc cái phân khúc là trên, cũng vẫn là trên 30 triệu đồng thôi. Thực sự là một trong cái đơn giá rất là tốt. Bản này thì nó là bản cải tiến sau này của chiếc AS960 và 970. Đây các bạn có thấy đường nét của nó sắc sảo hơn một chút nữa, và thực sự đây là một trong cái mức giá rất tốt. Hai chiếc này Ngọc Gia Ban nhập về được cái giá tốt nên là nó chỉ có trên 30 triệu đồng thôi là các bạn đã sở hữu được nó rồi. Thì cái này Ngọc Gia Ban sẽ có cái video chi tiết hơn để các bạn có thể lựa chọn cho gia đình mình. Và ở đây nữa, một trong những chiếc Panasonic thuộc phân khúc cao cấp nhất hiện tại bây giờ, đó là Panasonic MA101. Thì chiếc này Ngọc Gia Ban đang bán với mức giá là trên 90 triệu đồng. Thì nói về Panasonic thì đời 2020 này thì không còn gì nhiều nữa rồi. Trí tuệ nhân tạo, con lăn lòng bàn chân, sưởi hồng ngoại, con lăn đá nóng, rất nhiều các tính năng khác. Và thêm nữa ở đây thì Ngọc Gia Ban tiếp tục về một chiếc Famini WG2000. Thì chiếc này Ngọc Gia Ban đang bán với mức giá là trên 30 triệu đồng và là bản hai động cơ. Đấy, hai động cơ các bạn nhé. Những ai mà đã tìm hiểu về dòng Famini hai động cơ này rồi thì chắc chắn đã hiểu về nó hơn. Với mức giá là trên 30 triệu đồng một chút thôi là các bạn đã có được cái chiếc Famini này rồi. Và tiếp theo nữa là Ngọc Gia Ban hiện tại vẫn còn tất cả là 5 chiếc Nupinus 30.000. Và chiếc ghế này thì Ngọc Gia Ban đang bán với mức giá là trên 80 triệu đồng, bản trí tuệ nhân tạo. Những cái chiếc này thì Ngọc Gia Ban về liên tục và còn rất là nhiều. Và thêm nữa ở đây thì Ngọc Gia Ban có chiếc Panasonic MA046, bản nhỏ gọn màu trắng.
chiếc này cũng được đẹp khoảng độ tầm trên 90%. Hiện tại Ngọc Giao Ban đang bán với giá là trên 30 triệu đồng. Thì đây là cái video sơ bộ mà Ngọc Giao Ban muốn giới thiệu với các bạn là tất cả những sản phẩm của Ngọc Giao Ban đang có trong ngày hôm nay. Thì thường thường những cái sản phẩm của Ngọc Giao Ban là luôn luôn thay đổi, bởi vì cái lượng bán như các bạn có thể thấy ở trên kênh của Ngọc Giao Ban là liên tục, nên là các bạn sẽ hãy ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh của Ngọc Giao Ban. Ngọc Giao Ban có thể chia sẻ với các bạn về những cái sản phẩm đang có tại Ngọc Giao Ban và các cái mức giá để các bạn nó có thể lựa chọn được cái sản phẩm phù hợp với gia đình của mình. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và theo dõi kênh của Ngọc Giao Ban trong suốt thời gian qua.